Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ. Thì trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe số, xe tay ga và tay côn. Thì đồng hành giới thiệu mình trong này thì có Trang hỗ trợ giới thiệu cho anh chị bạn. Mời Trang ạ. Hello, xin chào tất cả mọi người ha. Là Trang đây, cảm ơn mọi người đã click vào video của Trang ha. Thì lại là tin lệ mới này, chi anh cho mọi người cực sốt, đặc biệt trong thời điểm hiện tại cái dòng xe cực kỳ mà hot và bán chạy nhất cửa hàng Trang là dòng Future chờ mọi người. Thì bên cửa hàng Trang còn hỗ trợ cho mọi người là thu xe cũ này, đổi xe mới giá cao này, đặc biệt là hỗ trợ gói lãi suất thấp khi mọi người mua xe, đặc biệt là dòng này mọi người chỉ cần cầm giúp Trang từ 2 triệu đồng mà mọi người đã có thể lên hồ sơ mua góp rồi ha. Hiện tại chi anh đợt này cho mọi người luôn một cái em xanh như thế này đấy, chỉ có 31 triệu đồng thôi, bao thuế VAT 10% cho mọi người luôn ha, chỉ 31 triệu đồng thôi ha. Còn đối với những phiên bản bánh mâm như thế này đây sẽ là 33 triệu đồng một em ha mọi người ha, bao VAT cho mọi người luôn nha. Mua trả góp trả trước giúp Trang từ 2 triệu đồng là mọi người đã có thể lên hồ sơ mua góp rồi ha. Đặc biệt là ghé cửa hàng có liên hệ trực tiếp với Trang còn được hỗ trợ và bớt thêm từ 1 đến 2 triệu đồng cho xăng, còn theo đó là một voucher quà tặng trị giá lên tới 2 triệu đồng luôn ha. Dòng Winner V3 cũng là một cái dòng mà không thể nào mà gọi là bỏ qua cái đồ hot tại cái thời điểm hiện tại, giá nó cực kỳ mềm và khách hàng lên mua cũng cực kỳ nhiều luôn nha. Hôm qua vừa có hai bàn đi từ Đắk Nông lên chốt xe luôn đó mọi người. Thì đối với những cái dòng này thì Trang tri ân trợ giá cho mọi người đợt này chỉ còn 32 triệu đồng một em cho phiên bản phanh CVS. Đồ màu sơn thì bên Trang sẽ hỗ trợ đồ lên rất là nhiều màu, từ tím titan hoặc là xanh candy, rồi là trắng ánh tím gì đó. Thì mọi người cứ thích sơn đồ màu nào cứ gửi hình trực tiếp qua cho Trang, Trang sẽ sơn cho mọi người trước khi mà mọi người lên cửa hàng mua xe. Khi mà sơn xong đó rồi thì Trang sẽ chụp gửi qua cho mọi người để mọi người lừa xe rồi mọi người hẳn lên nhé. Và như bên cạnh Trang đây cũng là một cái jack ABS này mọi người. ABS thì cũng chỉ có giá là 35 triệu đồng một em thôi nha mọi người nha. Chuyển qua đến một dòng AB này mọi người nhé. Nói về cái phân khúc AB thì cực kỳ mạnh và chạy cực kỳ là mạnh, cũng như là cái dòng AB trong đợt thời điểm hiện tại thì cũng đang chi ân giá cũng cực kỳ là mềm luôn. Nói chung so với thời điểm trước là giá thời điểm hiện tại là đã mềm lắm rồi á mọi người. Thì hiện tại dòng AB đợt này bên cửa hàng Trang nha, để cho mọi người luôn, cũng hiện tại chỉ có giá là 52 triệu đồng một em cho phiên bản tiêu chuẩn là màu đỏ như thế này nè, rồi màu đen bóng, màu xanh bóng, xanh bóng á mọi người. Còn đối với mà phiên bản đặc biệt á sẽ là 54 triệu đồng một em, gồm có màu là màu xanh nhớt đó mọi người, là 54 triệu đồng một em nha mọi người ha. Chuyển qua đến một cái phân khúc nhỏ hơn một chút, đó là AB125 á mọi người. Thì nói chung là đối với cái dòng AB thì mọi người mua ở đây thì bảo hành ở đâu cũng được hết, tại vì chế độ bảo sơn là bảo hành của nó là 3 năm. Đặc biệt là mọi người cứ yên tâm là giá Trang báo ở đây là bao gồm hết thuế VAT rồi, cho nên mọi người cứ yên tâm ha. Cái dòng AB125 này nha, để cho mọi người luôn chỉ còn là 38 triệu đồng một em như thế này thôi mọi người nha, 38. Còn những cái màu sơn đồ như 3D như thế này đây này thì chỉ cần cộng lên cho Trang đúng phí 1 triệu đồng tiền màu sơn thôi mọi người nha. Chuyển qua đến một cái dòng SH mọi người, SH125, 150 và 160. Trong tuần lễ hiện tại thì tri ân cực kỳ là nhiều luôn nha. Hiện tại nha, SH125 phân CBS 3 màu trắng, đỏ xanh này, hiện tại chờ giá cho mọi người luôn chỉ còn là 74 triệu đồng một em, bao thuế VAT 10% cho mọi người luôn. Đối với cái dòng phanh ABS sẽ là 81 triệu 500 thôi, trợ giá trong cái tuần lễ này cực kỳ là hot, gồm có cả xám xi măng và đen nhám luôn mọi người, giá cực kỳ là mềm trong cái thời điểm hiện tại luôn nha. Trả góp dòng này cũng chỉ cần cầm giúp Trang từ 15 triệu đồng trở lên là mọi người đã có thể lên hồ sơ mua góp được rồi ha. Ngoài ra đó thì gặp Trang thì cứ khi nào cũng vậy, cũng được bớt thêm 1 triệu đồng tiền xăng và cứ yên tâm là đã bao gồm hết VAT rồi mọi người nha. Ok. Vario 160 nhá. Dạ, một cái dòng xe mà hiện tại là xả lỗ 15 triệu một chiếc, hiện tại chỉ còn vài chiếc thôi. Trong tuần lễ vừa rồi là bán quá trời luôn đó mọi người. Hiện tại nhá, Vario 160 đối với mà phiên bản xanh CBS này mọi người, CBS sẽ là 4, để cho mọi người luôn, để cho mọi người giá cuối luôn là 38 triệu đồng một em thôi. Trong cái tuần lễ ngày hôm nay duy nhất khi có ghé cửa hàng đặt lịch trước với Trang, 38 triệu đồng một em. Những cái màu sơn đồ 3D như xám xi măng như thế này này, hoặc là xanh gập bê hay gọi là xanh candy đó mọi người, thì cũng chỉ chờ giá cho mọi người trong tuần lễ hôm nay, chỉ cần cầu lên sơn giúp Trang đúng 1 triệu đồng màu sơn thôi mọi người, bao màu sơn cho mọi người, bao đổi màu cho mọi người luôn. Còn đối với mà phiên bản phanh ABS đó mọi người, chờ giá cho mọi người trong tuần lễ ngày hôm nay chỉ có giá là 43 triệu đồng một em thôi. Nó chênh nhau với nhau là 43 với 38 là chênh nhau 6 triệu á mọi người, 6 triệu đồng. Giá cực kỳ là rờ trong tuần lễ này luôn nha. Đó, rất nhiều màu cho mọi người lựa chọn luôn nha. Dòng này mọi người muốn trả góp cũng chỉ cần cầm giúp Trang từ 5 triệu đồng là mọi người đã có thể lấy hồ sơ mua góp rồi ha. Nhớ là cứ ủng hộ Trang thì sẽ rất có rất nhiều voucher quà tặng khi mà mọi người ghé cửa hàng nha. Nói chung gần Tết rồi thì mua cái xe tại thời điểm này thì vừa biển số kịp Tết này, rồi làm giấy tờ Trang sẽ hỗ trợ có trong Tết, có trước Tết cho mọi người luôn, để mình còn có xe mình chạy về quê mình ăn Tết mọi người nha. Và nhiều bạn thì cứ gom, nghĩ là gom đủ tiền, nhưng mà Trang nghĩ là mua xe trong thời điểm này là khá là hợp lý, mà trả trước thì cực kỳ là rẻ luôn đó mọi người, lãi suất cũng cực kỳ là hời luôn nha.
nếu bên cạnh Trang đây này là đến một cái dòng Vision này, cũng là một cái phân khúc mà rất là nhiều bạn gái ưa chuộng, 30.500 một em như thế này, bao VAT 10% cho mọi người luôn, 30.500 đối với phiên bản tiêu chuẩn khoát thường nha mọi người. Còn đối với mà những cái màu sơn 3D như thế này là sẽ là 31.500 này. Tùy mọi người nhé, mọi người ví dụ muốn sơn lên từ phiên bản tiêu chuẩn này, cao cấp này, đặc biệt hay là thể thao thì cứ nhắn tin trực tiếp qua cho Trang, Trang sẽ cộng phí sơn, báo giá zin trước và cộng phí sơn cho mọi người sau nha. Đăng ký biển số ở đâu thì cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo của Trang để được Trang tư vấn và hỗ trợ hơn mọi người nha. Đến một cái dòng SH Moss cho mọi người. SH Moss hiện tại trong chương trình tuần lễ ngày hôm nay chờ giá cho mọi người luôn, sẽ có hai màu cực kỳ là hot nha. CBS nha, Trang nói đầu tiên là sẽ nói về CBS. Ba màu trắng đỏ xanh sẽ là 58 triệu đồng một em. Còn đối với ABS như bạc nhám này, đỏ nhám, để cho mọi người luôn, em này trong tuần lễ ngày hôm nay chỉ còn là 63 triệu đồng một em, bao thuế VAT 10% cho mọi người luôn. Chỉ còn duy nhất 3 chiếc thôi, khi mọi người ghé cửa hàng có liên hệ trực tiếp với Trang. Còn đối với mà em như thế này đây sẽ là 62 triệu đồng cho một em đỏ đen và xanh đen. Còn đối với mà phiên bản mà tiêu chuẩn và sắm xi măng đặc biệt sẽ là 65 triệu đồng một em mọi người nha. Trả trước cũng từ 10 triệu là mọi người đã có thể đến hồ sơ mua góp được rồi ha. Rồi, bao đi. Chuyển qua đến một cái dòng Vario 125, một cái dòng xe mà quốc dân rất rất là nhiều bạn ưa chuộng thì không thể nào mà bỏ qua được Vario 125 được rồi ha. Sơn thì quá trời màu luôn. Hiện tại nhá, nhưng Vario 125 như mọi người cũng được biết là sẽ có hai loại là khóa thường và khóa Smart Gray đúng không? Khóa thường sẽ là 35 triệu đồng một em, bao thuế VAT 10% cho mọi người luôn. Bao thuế nhập khẩu Indo cho mọi người luôn ha. Hàng nhập Indonesia. Lên chỉ cần cộng giúp Trang đúng phí biển số là được thôi, không phát sinh bất kỳ chi phí gì thêm. Còn đối với mà phiên bản khóa Smart Gray sẽ là 37 triệu đồng một em nha mọi người ha. Cứ liên hệ trực tiếp với Trang, còn giảm thêm cho mọi người 1 triệu đồng tiền xăng nữa cho nên mọi người cứ yên tâm ha. Ngoài những cái màu zin ra thì bên Trang còn sơn lên những cái bảng màu cực kỳ là best seller như màu xám tím này. Một cái em màu mà cực kỳ quốc dân và ưa chuộng luôn. Bán cực kỳ là nhiều. Cũng chỉ cần lên phí sơn giúp Trang đúng 1 triệu đồng trên màu. Em này thì bên Trang sơn lên từ một em phiên bản khóa thường đó mọi người. Chờ giá cho mọi người luôn chỉ còn 36 triệu đồng. 35 triệu cộng 1 triệu đồng màu sơn là 36 nha. Gặp Trang giảm cho mọi người 1 triệu đồng màu sơn, màu 1 triệu đồng trên xăng nữa luôn chỉ còn 35 thôi. Cam sữa cũng vậy. Cộng phí sơn giúp Trang 1 triệu đồng tiền màu. Đó rất là nhiều màu luôn. Hoặc là xanh này là gọi là xanh tem cam đen này mọi người, cũng chỉ cần cầu phí sơn giúp Trang đúng 1 triệu đồng tiền màu thôi mọi người ha. Bên ngoài ra đó thì những cái bảng màu cực kỳ là độc lạ như là màu trắng đỏ nha mọi người. Nhiều bạn rất là phá cách, rất là thích cái màu này luôn đó mọi người. Thì em này cũng sơn lên từ một em khoát thương sẽ là 36 triệu đồng. Em này là xám này gọi là xám xanh đen. Em này được sơn lên từ một em khóa thường luôn, cũng 36 triệu đồng. Màu cam đen, em này được sơn lên từ một em khóa Smart Gray này sẽ là 38 triệu đồng. Thì nói chung là về màu sơn thì các bạn không cần phải lo là em thích màu này nhưng mà chị lại bảo màu này lên từ khóa thường thì em không muốn mua được, em thích khóa Smart Gray hơn thì không có chuyện đó đâu nha. Tại vì cứ mỗi màu sơn thì bên trong sẽ sơn sơ cua lên rất rất nhiều em, cho nên mọi người chỉ cần lên là rửa xe thôi nha. Ok, thì đó là giá xe, anh em nào mua thì chịu khó mà liên hệ, thì ở đây thì cũng báo sơ qua thôi, còn rất là nhiều dòng xe khác ha. Các bạn nào muốn mua một cái dòng nào thì cứ nhắn tin qua Zalo. Rồi, cảm ơn chị Hoàng đã xem clip, xin chào.